Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em xả kho thanh lý, số lượng còn khoảng vài chục cặp loa này. Đây là dòng loa nằm Martin Bass 30 và 4 chất giấy các bác nhé. Bên em còn số lượng vài chục cặp xả cho các bác mức giá cực kỳ rẻ. Và em nổ giá luôn cho các bác, đầu video em báo giá luôn cho nóng. Em đang bán thanh lý cho các bác, sản phẩm còn mới tinh các bác nhé. Bán xả kho thanh lý cho các bác 2 triệu một đôi. Với dòng này thì các bác có thể thấy đây là cái dòng loa treo các bác nhá, nên các bác về rất thuận tiện treo trên không gian nhà các bác. Đấy, ốc treo nóc này, con này ốc treo ngang đủ hết các bác nhá. Thường thường là cái dòng loa này dòng loa treo treo nóc này, cái đằng sau của nó. Đây về phần mặt sau của nó đây các bác nhá. Đây phần mặt sau đây, hai thông hơi ở phần mặt sau này, hậu loa này, Martin này, Black Knight F10. Và vỏ này của nó là vỏ sơn sần chống nước đó nhá. Nước sơn rất đẹp luôn, lưới sắt, tem nhôm Martin. Về phần nội thất bên trong thì em sẽ cho các bác xem qua hình ảnh. Chỉ với 2 triệu một đôi, 2 triệu một đôi các bác nhá. Nhanh tay chốt đơn cho em. Tại vì nội thất bên trong em cam kết cho các bác ngon luôn. Đây nội thất bên trong đây. Nội thất bên trong sử dụng của Bass 30. Từ kép các bác nhá, nâm châm kép luôn. Con này côn 51 các bác nhá. Ở những nơi khác bán triệu mấy 2 triệu là chỉ được côn 30 mấy thôi các bác, nhưng mà bên em sử dụng hẳn côn 51 và chép giấy từ đôi luôn các bác nhá. Đấy. Các bác nhìn kỹ này. Phân tần bên trong sử dụng phân tần xịn luôn. Phân tần này phân tần linh kiện của Trung Quốc các bác nhá. Đấy, phân tần nó đây. Phân tần của nó ra là 1 bát và 4 chép. Đây nhá, đây là cái phần mặt của nó đây. Bát của nó là gân mút xốp và bát của nó bên em sử dụng bát xịn sò luôn. Bát mũ sần các bác nhá, hai tay thỏ và chép giấy cũng vậy. Đây. Ok chưa các bác, đây là phần nội thất nhá. Đấy. Sau đây em sẽ mở to nhạc lên cho các bác thẩm âm. Với một đôi như thế này, các bác về chơi loa nằm, các bác có thể phối hợp với âm ly, các bác cũng chơi được rồi các bác nhá. Hát karaoke thoải mái luôn. Bát trống sâu, tiếng siêu mềm, ngọt như mía các bác nhá. Chép rất là sáng luôn. Bình thường là em đang bán 2 triệu rưỡi, nay em xả cho các bác chỉ với 2 triệu thôi. Nội thất bát côn 51 luôn. Nhanh tay chốt đơn nhá, nhờ điện về bên cửa hàng nhà em. Còn đâu khoảng 20 đôi các bác nhá. Cho 20 bác khách đầu tiên chốt nhanh nhất. Rồi nhớ hôm nay em làm video ngắn em thanh lý, bác nào quan tâm thì đây là hai số điện thoại hotline nhà em, 5815 và 72. Hai số này nhà em có Zalo các bác nhé. Mua hàng các bác điện trực tiếp và kết bạn Zalo, nhắn tin qua Zalo, nhà em ra hàng toàn quốc. Cảm ơn các bác rất nhiều đã theo dõi video này.